Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anh Tiến. Ngay bên cạnh mình đây, đó chính là hai chiếc tai nghe. Chúng ta sẽ có C500 đến từ thương hiệu Sony và chiếc FP5 đến từ thương hiệu LG. Đây là hai sản phẩm với mức giá trên dưới khoảng 2 triệu đồng. Vậy để trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu xem rằng là sản phẩm nào sẽ phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của bạn nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn về thiết kế nhé. Về phần thiết kế của phần cây sạc, có thể thấy rằng là ở mỗi sản phẩm này sẽ có một ngôn ngữ thiết kế khác nhau. Như ở trên phiên bản C500, chúng ta sẽ có một cái thiết kế giống như là viên thuốc con nhộng vậy. Còn ở trên phiên bản FP5 của LG thì có cái thiết kế mình đánh giá rằng là nó giống như là một hộp phấn mắt của chị em vậy. Nhìn chung thì mình thấy rằng là cái chất lượng hoàn thiện của sản phẩm này thì đều ở mức rất là tuyệt vời. Chúng đều được trang bị những cái nắp vô cùng chắc chắn và đẹp mắt. Ở phía bên trong thì chúng ta còn được trang bị một cái nam châm có lực hút rất là tốt, dùng để hỗ trợ cho cái việc là giữ chặt tai nghe. Mặc dù chúng ta dùng rất nhiều lực nhưng mà chiếc tai nghe này vẫn không hề di chuyển. Ở điểm này thì C500 sẽ có một ưu điểm hơn một chút so với cả phiên bản FP5 đến thương hiệu LG, bởi vì cái nam châm ở phiên bản FP5 này thì nó sẽ không được chắc chắn đến như vậy. Nhưng bù lại thì ở trên phiên bản FP5 này chúng ta sẽ được trang bị một cái đèn LED để báo pin tại đây, để giúp chúng ta có thể chủ động hơn trong cái việc là kiểm soát được là cái cây sạc này còn bao nhiêu phần trăm pin. Cùng nhìn về phần tai nghe nhé, có thể thấy rằng là cả hai sản phẩm này có thiết kế khá là khác nhau. Trong khi phiên bản FP5 đến từ thương hiệu LG có thiết kế khá là giống với cả cái sản phẩm đến từ thương hiệu Apple, đó chính là AirPods Pro. Còn ở trên phiên bản C500 này thì chúng ta thấy rằng là Sony vẫn giữ một ngôn ngữ thiết kế khá tương đồng so với phiên bản WF-1000XM4. Tuy nhiên là em nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ phù hợp hơn với những ai có đôi tai nhỏ giống như mình như này. Và với mỗi thiết kế này nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm cũng như là cảm giác đeo khác nhau, và mình sẽ nói cụ thể hơn ở phần tiếp theo của video nhé. Phần tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái điểm khác biệt ở trong thông số kỹ thuật nhé. Đầu tiên phải kể tới đó chính là trên Bluetooth. Bluetooth ở trên phiên bản FP5 của LG thì được trang bị đó chính là Bluetooth 5.2. Còn ở trên phiên bản CX5 thì chúng ta sẽ được trang bị đó chính là 5.0. Ngoài ra thì cả hai sản phẩm này đều để đọc được code audio, đó chính là AAC và SBC. Có một điểm nữa mình muốn nói với những bạn nào mà thích sử dụng độc lập ấy, như là các bạn muốn sử dụng tay trái hoặc là tay phải trong quá trình làm việc chẳng hạn, thì ở đây thì cả hai sản phẩm này đều có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng một bên tay trái hoặc là bên tay phải, còn tai nghe còn lại thì các bạn có thể để trong đế sạc để sạc pin nhé. Thứ hai đó chính là về phần pin. Ở trên phiên bản C500 của Sony thì theo như Sony công bố ấy, thì chúng ta có thể nghe được liên tiếp lên đến 10 giờ chỉ đến một lần sạc. Và với cái đế sạc này có thể sạc lại cho chiếc tai nghe này một lần, có nghĩa là tối đa là 20 giờ của một đế sạc nhé. Còn với thông số ở trên phiên bản FP5 này theo như LG công bố thì chúng ta có thể nghe tối đa một lần sạc lên tới 8 giờ và cùng với đế sạc là tổng là 22 giờ các bạn nhé. Thứ ba đó chính là về tiêu chuẩn kháng nước. Cả hai sản phẩm này đều được trang bị khả năng kháng nước theo tiêu chuẩn, đó chính là IPX4. Với tiêu chuẩn này thì các bạn có thể yên tâm rằng là em nó sẽ chịu được mồ hôi khi mà chúng ta tập luyện thể thao này hoặc là nước bắn qua, miễn là các bạn sẽ không ngâm giữa em nó dưới nước thì sẽ không lo bị hỏng đâu. Tính năng thứ tư mà mình muốn đề cập đến đó là tính năng chống ồn chủ động, và tính năng này chỉ được trang bị ở trên phiên bản FP5 của LG mà thôi. Đây là một tính năng mình thấy rằng là nó khá là hay và chúng ta hoàn toàn có thể tắt bật bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nói về cái phần cảm giác đeo nhé. Như mình đã nói ở phần đầu video ấy, ở mỗi thiết kế của mỗi chiếc tai nghe này nó sẽ mang lại một cảm giác đeo khác nhau. Nhìn chung thì chúng sẽ mang lại một cảm giác đeo rất là thoải mái và chắc chắn, bởi vì cái phần thân của chiếc tai nghe này để được thiết kế rất là bầu bĩnh và nó khá ôm ở trong vành tai của chúng ta, nhất là để giữ cho cái việc chắc chắn khi mà chúng ta tập luyện ở trong những bài tập về cường độ cao như là chạy bộ này hoặc là cardio. Nhưng có một điểm mà mình thấy rằng là ở trên phiên bản FP5 của LG sẽ mang lại một cảm giác đeo thoải mái hơn so với phiên bản C500 của Sony, đó chính là cái phần lỗ truyền âm thanh này, nó được cắt ngắn hơn so với phiên bản C500 của Sony. Như vậy thì cái phần lỗ truyền âm thanh này nó sẽ không đi quá sâu vào trong lỗ tai của bạn ấy, thì trong quá trình sử dụng lâu dài sẽ không mang lại cảm giác bị ngứa ngáy này hay là bị đau tai hay là bị đau nhức đâu. Và mình thấy rằng là cái này thì chắc là mỗi người sẽ có một cái quan điểm cá nhân thôi, nhưng với cá nhân mình thì mình đánh giá rằng là ở trên phiên bản FP5 sẽ có ưu điểm hơn so với phiên bản C500 nhé. Tiếp đến thì mình sẽ nói về phần âm thanh nhé. Ở trên Sony C500 thì chúng ta sẽ được trang bị driver có kích thước là 5.8mm. Còn ở trên phiên bản FP5 của LG thì chúng ta sẽ được trang bị một driver có kích thước là 8mm. Với cái kích thước này thì cả hai sản phẩm này đều mang lại chúng ta những chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời này, với giải âm trầm và giải mid vô cùng cân bằng và chặt chẽ. Ngoài ra chúng ta còn được trang bị một cái EQ để hỗ trợ trong việc là tinh chỉnh cái giải tần số để phù hợp với nhiều thể loại nhạc khác nhau. Như ở trên C500 của Sony thì chúng ta sẽ có ứng dụng tên là Sony Headphone. Còn ở trên phiên bản FP5 của LG thì chúng ta sẽ có một ứng dụng tên là LG Tone Free các bạn nhé.
Nếu nhìn sâu hơn một chút ý, thì mình đánh giá rằng là ở trên phiên bản C500 sẽ có một dải âm trầm nó sâu hơn, nó mang lại nhiều hiệu ứng hơn so với phiên bản FP5 của LG. Mặc dù là mình đã thử trải nghiệm cái tính năng về bass boost ở trên ứng dụng LG Tone Free rồi, nhưng mà mình thấy rằng là cái hiệu ứng, cái âm trầm ấy của phiên bản FP5 này nó vẫn sẽ không thể nào bằng được cái phần mặc định của phiên bản C500 đâu. Nhưng bù lại thì ở trên phiên bản FP5 này thì LG họ đã kết hợp với cả cái thương hiệu sản xuất âm thanh đến từ Anh Quốc, đó chính là Meridian, tạo ra được một chất lượng âm thanh rất là châu Âu, và mình đánh giá rằng là nó sẽ phù hợp với những bài nhạc, ví dụ như là bài nhạc về thư giãn này, bài nhạc về chilling ấy, thì nó sẽ phù hợp hơn. Với giải âm trầm cũng như là về giải chung, nó sẽ lên xuống rất đồng đều, sẽ mang lại một cảm giác rất là thư giãn. Và ngoài ra thì mình thấy rằng là giải âm trầm của phiên bản FP5 ở cái phần dòng nhạc này ấy, thì nó lại thực hiện cực kỳ tốt. Bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng cái phần C500 để mà nghe dòng nhạc như trên ấy, thì cái phần âm bass nó quá là dồn dập, nhiều khi nó sẽ phá vỡ cái không khí thư giãn đó đi. Thì mình thấy rằng là ở trên FP5 này nó sẽ phù hợp hơn với dòng nhạc như vậy. Tổng kết lại có thể thấy rằng là trên phiên bản C500 của Sony nó sẽ phù hợp hơn với những dòng nhạc về EDM, dòng nhạc về cho những bạn trẻ Vina House hay là Future House. Còn ở trên phiên bản FP5 thì mình đánh giá rằng là chiếc tai nghe này sẽ phù hợp với những dòng nhạc về thư giãn này, những dòng nhạc nhẹ này, hoặc là những dòng nhạc để chill ấy, thì nó sẽ rất là phù hợp. Phần cuối cùng của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về microphone nhé. Theo như LG công bố ấy, thì ở trên chiếc FP5 này chúng ta sẽ được trang bị 3 microphone ở mỗi chiếc tai nghe, nghĩa là tổng đến 6. Còn ở trên phiên bản C500 thì chúng ta sẽ được trang bị 1 microphone ở mỗi tai nghe, nghĩa là tổng là 2 thôi. Với con số chênh lệch về microphone như vậy thì chiếc FP5 này có mang lại âm thanh tốt hơn so với phiên bản C500 hay không? Thì hãy cùng mình đi trải nghiệm ngay bây giờ nhé. Và đây chính là âm thanh được thu bởi chiếc C500 đến thương hiệu Sony. Và ở hiện tại mình đang test ở trong môi trường văn phòng nhé. Hoàn toàn là không có tạp âm gì cả, ở trong một phòng kín đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua ở trên phiên bản FP5 của LG nhé. Và đây là âm thanh được thu bởi chiếc FP5 đến thương hiệu LG. Các bạn thấy chất lượng âm thanh thế nào? Nó có tốt hơn so với phiên bản Sony C500 hay không? Thì hãy comment phía bên dưới chúng mình biết nhé. Và hiện tại thì mình đang test ở trong không gian kín. Ok, và đây là âm thanh được thu bởi chiếc VTFS C500 của Sony. Các bạn đánh giá chất lượng âm thanh ra sao? Nó tốt hơn so với phiên bản FP5 hay không? Để cùng chúng ta đi test FP5 ngay bây giờ nhé. Và một điểm cần lưu ý là hiện tại là mình đang test C500 của mặt trời đấy. Ok, và đây là âm thanh đang được thu bởi chiếc microphone của chiếc LG FP5. Và như các bạn thấy là mình đang ghi âm ở phía bên ngoài trời đấy. Có thể thấy rằng là chất lượng âm thanh cũng khá là tốt đúng không? Hãy tự cảm nhận và đánh giá bằng cách comment phía bên dưới nhé. Và vừa rồi là một vài thông tin về VFC 500 đến thương hiệu Sony và chiếc FP5 đến thương hiệu LG. Và tất nhiên là sản phẩm này đều đang có sẵn ở các showroom của An Tiến rồi. Nếu bạn có hỏi gì, hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.